cái công tơ này á, có thì rõ này mình nhìn vào đó là 485 và ERS232. ERS232 á là cái chủ nó nằm ở trên cái đó, trên cái máy tính này, nó mua là nó cái máy tính này là máy nó đặt riêng à, chứ mình không có mua cái máy tính ở đầu tiên, thì nó sẽ có một cái slot nó gắn thêm cái cạc đó, là nó sẽ có cái 232 để nó giao tiếp với cái người này. Thế còn cái máy tính mình mua ngoài thị trường là nó không có. Rồi nếu nói như vậy thì rõ ràng là cái tổng 232 là cái máy tính, còn tổng 485 là bình thường cơ, đổi không? Vậy đúng là để uống năm năm là chỉ đủ năm hai ba hai, như vậy thì nó sẽ chạy qua cái thằng switch, đồng ý là nó sẽ chạy qua cái cạc mạng, nghĩa là cái máy này nó có nhiều cạc trong đó, đúng rồi, một cái cạc internet, đúng. Rồi nó sẽ đấu đó. Như vậy thì rõ ràng cái bộ trên nó sẽ chuyển qua internet và PC nó chuyển qua internet và nó đấu qua switch, mình đồng ý không? Như vậy thì rõ ràng cái switch mình chỉ có một đường lên router. Như vậy thì switch này không còn phải có thêm bộ định kiến đúng không? Cái switch này có nên định kiến hay không định kiến á là tùy thuộc vào cái nhu cầu của nhà máy mình. Ví dụ như cái này là nếu mà không cần định kiến thì mình chỉ mua layer 2 là đủ. Thì nhưng mà người ta cũng tắt cái lớp là giám sát camera. Cái lớp giám sát camera nó không có liên quan gì đó với vận hành nhà máy hết. Nghĩa là mình có thể giám sát được, nhưng mà người ta không muốn cái lớp địa chỉ IP của camera nó đụng với cái lớp địa chỉ IP của các thiết bị vận hành, hoặc là máy tính với anh em mình xài cá nhân họ không muốn là cái địa chỉ IP của mình nó đụng với cái lớp bên này, tại vì là khi mình xét và mình vô tình mình xét địa chỉ IP cùng với lớp mạng nó gây ảnh hưởng tới người ta, cho nên là cái này nên là layer 3 để nó rồi đồng ý. Vậy thì rõ ràng cái thằng switch này trong này nó sẽ có được cái bút của cái camera này cái gì nữa đó, đồng ý không? Tất cả các camera nó sẽ về một con switch, nó sẽ tất cả các camera nó đều đấu bằng các quang, đúng rồi, đấu bằng các quang về một cái con switch, rồi con switch nó có đấu với con switch này rồi, để con switch này con switch của camera gọi là con switch SS, là con switch kết nối vào rồi. Thì nó chỉ là layer 2 thôi, nó không đấu này vào rồi. Như vậy thì có con switch, nếu như nhà máy anh cố tập lên anh có nhiều con switch, anh đặt vào con switch chủ mình á, thì con switch chủ mình khi mà cái PC mình nó giao diện với lại cái switch chủ nó đi tới những cái cấu trúc ấy, thì nó sẽ ra một bộ định kiến ngay tại cái switch này, đồng ý không? Đó chính là mình bắt đầu mình hiểu như vậy. Vậy thì ở nhìn bên trên đây, nếu như mình xét một cái đường bên router á thì tôi không cần phải định kiến, nhưng mà nếu như có những cái input đi vào switch này thì đó là tôi không cần định kiến cho cái switch này. Cái định kiến này á là tính theo phân ra là cái định kiến cục bộ hay đúng là định kiến vòng ngoài, đúng gọi là vòng trong và vòng ngoài. Thì cái con này có chức năng định kiến á, ví dụ như anh từ cái lớp mạng của PC cá nhân của người dùng anh kết nối vào cái lớp mạng management của nhà máy, đúng thì rồi. Cái con này nó sẽ có chức năng định kiến, tức là nó sẽ chỉ các quá trình giữ các VLAN với nhau, đồng ý. Nhưng mà chỉ trừ khi nào mà anh cần kết nối về một cái máy tính ở A0 thì lúc đó con switch này nó mặc định nó sẽ chuyển lên trên con này. Rồi. Như vậy là nó sẽ giảm tải cho cái con thiết bị ngoại biên này, tức là chỉ những gói tin nào đi về A0 thì con này nó mới xử lý. Rồi. Còn những cái gói tin nào mà đi trong nội bộ là do con này nó xử lý. Rồi, tôi hiểu rồi. Như vậy thì ở đây cái câu chuyện đây là switch đó là nó sẽ định kiến trong nội bộ local của nhà máy mình. Đồng ý không? Còn khi nào tín hiệu nó vượt ra ngoài thì nó sẽ lên router, bắt đầu xử lý bằng router này. Vậy thì nhìn trên cái router này á, vì sao? Vì cái để mà tôi đi về A2 á thì tôi sẽ có hai cái chuyện. Một cái chuyện á là bằng mình cách thế đó là thuê độc lập nó lên ha. Bên phía tay trái lên ha. À cái này nè, à đúng, cái này là mình thuê của VNPT. Thuê VNPT. Thật ra thì mình ví dụ như cái đường điện này á là có 10 triệu một tháng thôi. Nhà máy được nhận tiết tiền. Tại sao mình không thuê hai đường? Ví dụ như là mình thuê thêm một điện teo một đường nữa. Vậy khi mà mình từ nhà máy mình xuất lên này, đúng không? Thì nó sẽ định tiến bằng theo cái cấu trúc này nó sẽ hai nhánh. Một nhánh là nó đi bằng cái thằng VNPT. Và một nhánh bên đây nó chạy theo bằng internet. Đồng ý không? Vậy thì bây giờ đặt câu hỏi là khi nào thằng router nó chọn cái đường này đi? Đó, câu hỏi rồi. Cái đường này nó sẽ không bao giờ đi. Khi mà định tiến á là nó chỉ định tiến đi như thế này thôi, là cái đường này là cái đường ưu tiên khi mà xét á. Trong quá trình xét định tiến á là ai là đường ưu tiên anh chạy cái đường nào trước, chừng khi nào mà cái đường này nó không đi được nữa rồi nó mới đi vào cái
từng ngày. Rồi, cái đó là cái mức độ ưu tiên hay không ưu tiên. Vậy thì router này nó sẽ mặc định. Router mặc định. Đúng rồi, nó mặc định. Nó mặc định là cái dòng định tuyến nào ở trên là ưu tiên trước. Đúng rồi. Dòng định tuyến thứ hai thì nó đi các phần ưu tiên thấp hơn. Rồi. Nếu dòng trên nó đi không được thì nó đi xuống dòng dưới. Rồi, đồng ý. Rồi, như vậy thì rõ ràng ở đây á, cái thằng định tuyến bên cái trái nhìn lên á là thằng cố định luôn. Có nghĩa là có tín hiệu gì là ra không thì tao xin ưu tiên cho mày chạy điều đó. Đồng ý không? Là cũng mình sẽ xài động lạnh. Cái vấn đề thứ hai á, là giống như đây anh em mình vừa nói á, thì nó sẽ định tuyến qua cái con đường internet là con đường bằng cái wifi đó, model đó. Thì anh em mới cho rằng là nếu được thì chúng ta sẽ đổi một cái model khác, và model này sẽ phân luồng. Phân luồng có nghĩa là phân luồng giống như kênh truyền dữ liệu của từ nhà máy nói chuyện về bên VPN thì tôi sẽ mặc định là những cái điện thoại nào, những cái máy tính nào nó sẽ vô được. Cái VPN này á là nó mang cái tính chất dự phòng, nó không kiến thức mình xài thường xuyên hay là mình cấu hình. Chỉ lại cái thao tác mà mới mà đưa về này là nó không phải là đưa như thế này, mà là tại cái máy tính ở trên cái hệ thống nhà máy của mình là mình cấu hình một cái đường VPN, và khi mình kích hoạt cái đường đó nó chạy thì lúc đó là cái hệ thống này nó hoạt động, cho nên là nó sẽ không tự động nó chạy cái đường đi như này, chỉ trừ khi là cái máy tính ở đúng mình chủ động đi theo đường này. Cái đường này là nó không sử dụng, mà cái người cắt cái tài khoản VPN này họ cũng không mong muốn sử dụng cái đường này về cái gì của họ, tức là họ không mong muốn sử dụng thường xuyên, cho nên cái đường này mới là đường chính. Còn cái đường này á, ví dụ như nhà máy nào cũng có hình như mình đó, thì ở trên đây họ sử dụng cái đường 80 thôi, mà ở đây 100-200 nhà máy lần rồi cái VPN lên như thế này thì cái máy chỗ này là nó sẽ bị mẻ, cho nên là cái này nó chỉ giải quyết trong trường hợp có sự cố thôi, chứ còn không nên sử dụng liên tục, mà họ cũng không khuyến khích. Không, thì rõ ràng nếu như mình trên cái cấu trúc cũ này á, thì rõ ràng từ cái việc router đó là luôn luôn ấn định tất cả các nhà máy đi từ một cái con đường dịch vụ đi qua rồi, và nó chỉ tay chạy lên, trừ trường hợp nào với tắt thì anh đi bằng cái con đường VPN, cái đổi không? Thì khi mà lên nó bằng con đường VPN á, thì cái từ cái router mà đi đến cái model đó thì chỗ đó phải cắt ra. Có nghĩa là về cấu trúc là chỗ đó linh phải cho nó một cái lệnh đúng không? Nó đấu trực tiếp à? Nó còn đấu bằng cáp, nó đấu trực tiếp rồi. Nó đấu trực tiếp luôn. Đấu trực tiếp vậy thì nó đấu trực tiếp có nghĩa rằng là nếu như cái đường vào bên phía tay trái mình đứt thì tự động nó sẽ đi đường này. Không tự động, mình phải đích thân mình chủ động mình làm. Mình làm cách nào? VPN, tức là ở trên máy mình sẽ cài, sau đó anh sẽ kết nối giống như là ở đây kết nối wifi đúng không? Rồi. Thì anh kích vô là kết nối VPN thì lúc đó là nó có đấu VPN, cái đó là hoàn toàn là chủ động làm, cái đó cho nó không có tự nhiên, nó không tự làm. Dạ, có nghĩa là khi mà mình bị mất mạng thì anh em phải chuyển đổi và chỉ từ cái PC này mà đến chỗ máy tính của mình mà mới được cài cái VPN đó, chỗ máy tính khác thì chưa cài. Rồi như vậy mình sẽ chuyển cổng, là mình sẽ chuyển cổng kết bằng cái con đường VPN thì nó chạy. Rồi chuyển xong cái phần đó. Cái phần thứ hai là bây giờ liên quan cái vấn đề là cái mô wifi này. Như vậy mô wifi mình sẽ chia làm hai cái loại dùng. Một cái loại dùng là cho cái công việc của nhà máy, và một cái loại dùng thứ hai là truy cập internet. Ví dụ anh em ở lại cái chỗ xem phim. Như vậy thì bây giờ cái xử lý cái chỗ này bằng cách nào? Cái xử lý như thế này á, thì trước đây ở công ty cũ mình là mình sử dụng cái hệ thống chuyên dụng, tức là nó gọi là cái wifi của mình, tức là mình mua một cái con thiết bị này thì nó mới có đầy đủ tính năng. Thì cái con thiết bị này nó cho phép như thế này, nó sẽ chia ra nhiều lớp mạng như mình yêu cầu, tức là mình muốn bao nhiêu cái SSID cũng được, cái tên mạng để mà kết nối á, thì mình có thể là mạng mình là mạng vận hành này, rồi mạng là khách này, hoặc là gì đó để ứng với mỗi cái mạng, ta sẽ cấp những cái quyền khác nhau. Ví dụ như nếu mà cái mạng vận hành thì chúng ta cấp họ toàn quyền, tức là họ có thể kết nối với tất cả mấy thiết bị này, thậm chí là họ có thể sử dụng cái cổng để mà họ cấu hình các thiết bị này luôn. Còn đối với mạng là khách, là xét họ chỉ có đi một đường internet thôi, còn có nó mua vào mua, nhưng mà cái đó nó không qua được cái con thiết bị chuyên dụng. Vậy thì bây giờ cái đường cái đám mây internet đó, nó kéo về, thì bây giờ giải pháp hay là mình sẽ chỉ là thành hai mô luôn, một cái mô luôn wifi á mà cho đi nhà máy á, thì gần như chúng ta sẽ bảo mật về mặt vật, và một cái mô luôn thứ hai á là tắt con đường radio thì nó ảnh hưởng gì không? Được cái ý là ngay tại đó là cái hốc, mình sẽ mua một cái hốc. Rồi từ cái mạng đám mây đó nó đi về cái hub. Cái hub đó một đường nó sẽ đi vào cái module giao diện của router nhà máy. Và một cái hub đó qua cái wifi qua router này.
thi luôn. Rồi đồng ý như vậy. Nó thì là nó hơi khó ở lên. Nó sẽ khó cái gì? Nó tức là mình không có phân quyền được. Tại vì nó không có cái thiết bị quản lý cho mình đâu. Nhưng mà như vậy đó cũng là một cái giải pháp an toàn. Tức là cái con này là mình đặt một cái bắt buộc khó. Khó là bộ này mình biết. Đúng là bắt buộc đó là dùng để đi trong mạng đồng hồ. Đúng rồi. Còn mình có thể đấu liên ra một cái con mô đun khác. Mô đun này nó cũng khác và phải luôn. Đúng. Nhưng mà địa chỉ nó khác và nó cắt cái lớp thì chỉ bị động là một chiếc hai cái một số tạm thì đó nhưng là chỉ đi internet và không đúng rồi thì khi các em thường là cái điện thoại chúng ta không làm việc điện thoại thì chỉ có tối qua cái điều này hoặc là cắt tới kiểm tra internet đúng rồi cho cái đây này rồi còn cái bên kia thì đúng rồi mặc nhà anh vậy thì đầu tiên là mình sẽ giải quyết vấn đề bảo mật mà anh nên làm việc ở chế độ wifi gì đó internet thì không làm ảnh hưởng tới chế độ điện máy nhưng bây giờ mình còn đang quan trọng thứ nhất là về là ảnh hưởng về tốc độ trên truyền không không hoặc ra là vừa rồi cái đường truyền này là người ta khuyến cáo là đường truyền 20 trên thế giới là nhà máy mình hơi tới 80 là vô tư đúng không ở nhà mình 80 đã chạy vào làm 80 là ngày nay mình có phim liên tục rồi cái vấn đề thứ hai là câu chuyện là nếu như mình bỏ thêm cái wifi xác suất rủi ro cái wifi nó hỏng như thế nào nó có bị ảnh hưởng cái wifi như thế nào không cái wifi này nó có hỏng thì không sao cái này là mình không cần phải dự phòng tại vì đường này là đường chính đó biết khi nào bị sự cố ông này là ông là cái đường phụ cái ông đường phụ ông hư thì từ từ sẽ mua cái bỏ thay cũng được cái đó nó không cần ý mình nói cái câu chuyện là cái đường chính lúc này giả sử nó bị hư đi thì mình lắp thêm cái wifi cho internet á thì nó có tác động được gì ảnh hưởng gì đến vấn đề cách làm việc của cái wifi đồng hồ này ở cái con này này mình có thể chia ra bao nhiêu cái wifi cũng được nó không ảnh hưởng gì cái đường đi của đại cả. Như vậy thì liệu mình có coi là cái cấu hình của cái ông wifi đó có liệu cho phép mình sử dụng wifi ngồi được không? Đó, cái con modem này là của nhà cung cấp dịch vụ đó cung cấp cho mình và mình được quyền yêu cầu là thay đổi một khác. Đó là mình muốn chia đổi nó thành một cái con mà nó có nhiều phẩm hơn, có nghĩa là nhiều phát được wifi mà nhiều có nhiều phẩm để tương đối tìm ra những cái khác. Ví dụ như cái wifi mình không phải trong tòa nhà mình không mà mình có thể kéo tới những cái nơi rồi. Mà em thường xuyên đó như thế này. Rồi vậy thì bây giờ ý tính bây giờ nghĩ nè, bây giờ mình rút lại câu chuyện này nè. Linh á là giúp cho mình á là tạo ra một cái ship số thứ tự theo cái cột tương theo cấu trúc này và bên đây là cái model mà cái nhà máy chủ đầu tư bên nhà cung cấp nó cung cấp và một bên này là một cái cột đặt ra một cái tình huống nếu như nó xảy ra điều đó và bên này là cái giải pháp của mình à đúng rồi cái đó mà khi mà đưa vào vận hành là cái chuyện máy em cái đó là trách nhiệm của máy em mình đó. Tức là anh phải dự đoán được cái rủi ro nó sẽ xảy ra đúng rồi à, ví dụ như trong hệ thống này hư con này nguyên nhân sao cách xử lý sao giải pháp khắc phục sao nếu mà giải pháp khắc phục để nó không bị tái lại nữa thì tốt còn nếu mà không được là gì đối với trường hợp có điều kiện thì cái chính sách cái giải pháp sử dụng thì dùng như thế nào cho nên là cái nó khi về đó là mình phải làm cái tay đó rồi bây giờ rút lại cái cấu trúc của cái mạng của mình này thì tôi nghĩ nè Linh sẽ làm cái file sale đồng ý không còn cái này là số thứ tự bên này là vật tư theo cái cấu hình này bên này cái cột bên này là cái biểu mà cái hàng của cung cấp đồng ý không còn bên này là mình sẽ đưa ra cái lỗi kỹ thuật nếu có ví dụ như lỗi kỹ thuật là nãy em phân tích là dùng wifi đó như vậy thì nó làm ảnh hưởng gì đó và bên này là cái giải pháp như vậy thì mình có cái đó mình sẽ trao đổi với họ coi thì họ sẽ như thế nào cái đó là đồng ý không thì mình nghĩ nó sẽ xong cái phần này rồi ok anh em mình ai cũng hỏi hỏi chuyện cái này không được không sao hỏi đi đây cái có hai đường này hai đường nào nó nói bên chỗ bên nhà cung cấp dịch vụ nó nói có hai đường về ba đường về A2 một đường là để dùng dữ liệu một đường là để đo để một đường là anh giải thích mình không có rõ lắm thế tại vì cái nào cái đấy là đang cái do to đến hiện nay cái đây đó đấy mà ngày xưa ở nhà máy cũ của mình là một đường để dùng cho tất cả còn cái này
đường này thì có thể làm dự phòng cho nhau được mà đúng không anh? Mình sợ là không được, tại vì mỗi một cái đường đó nó chỉ đấu về trên cái con thiết bị của AI á. AI họ sẽ tính là họ sẽ xét cho nó nằm trong một cái nhóm mạng khác nhau, cho nên là mình cho dù mình lấy cái nhóm mạng vận hành đây mình cắm cái đó dù mình điều chỉnh được. Đối não rồi. Nghĩa là đơn nào nếu như là tôi cũng dùng này thì nó không cho anh cũng vậy rồi. Bây giờ mình cho hội liên hợp rõ ràng là mình sẽ kết nối với ông chị Hà. Tại sao những câu chuyện nó không thể nhận như thế nó đi đơn giản đúng như vậy, thì tại sao những câu chuyện đó không được đi đơn giản đấy đúng không? Tại vì sao? Tại vì đầu cái dịch vụ mình thuê đi á, mình đóng cái máy hàng mình làm cái thuê đúng rồi. Ông đi bằng đường cũ thì nó quen nhau, ông đi bằng đường kia đó đúng không? Rồi sau đó ông đi qua lao cơ xuống của nhà hàng và ông sẽ đẩy qua lao cơ của nhà hàng và đi vô tiền nhà nữa đúng không? Thì bây giờ có biết bạn như vậy thì rõ ràng nếu như tôi lấy cái cục bên này á thì trong gì hàng cũng thuê một cái đường đi theo hay là cái gì tôi không cần không quan tâm, ví dụ như thằng 519 đi em sẽ đồng ý là mình thì chắc không có đúng năm chỉ là những gì hàng hoặc là những tầm hàng con rồi. Vậy thì ở xuống này đó tôi sẽ đẩy lên một cái vấn đề là cái rào tôi có thể là nó là đẩy lên cái rào tôi này luôn. Rào tôi thì rào tôi cũng nhau mình mà tôi định tiến lại như vậy, nếu như ông buộc chặt cái này thì tôi sẽ cho sẽ đẩy qua cái việc đào cơ của đơn vị hàng đúng không? Một đơn vị hàng nó sẽ thuê một đường dịch vụ theo hay là gì đó thì nó sẽ chạy lên vào cái đào cơ của đơn vị. Nên bây giờ cũng tính có cái câu hỏi như thế này nhé. Ví dụ như mượn đào cơ như hàng ở trà mình đang là chặn 202 nó không có đường cắt quan thì cái đường cắt quan này mình tính chắc rằng nó có thể liên kết được với vị hàng và liên kết với hai con vì nó là cùng với lại 202 nên nổi không? Vậy thì ngay tại cái đường xuống này nè đổi lên thì tính sẽ đẩy lên bên kia qua router rồi router á nó mặc dù mặc định đã đi được này rồi nếu như đường này nó trục trặc đúng không thì nó sẽ đi qua cái đường dịch vụ của ông nhị hàng hay hà con thì dịch vụ nhị hàng có thể là một cái đường đi line độc lập hoặc là cái không phải là BMT mà ông được theo đồng ý không? Rồi từ cái router của ông nhà hàng đó ông sẽ đẩy về A2 ông trước của mình. Vậy thì phương án đó được chứ không? Còn tối gì? Không, tức là A2 cho thấy không? Tại vì khi mà anh đấu với cái đường chị Hà là anh thay đổi toàn bộ địa chỉ của mình dần cái lớp của chị Hà. Nghĩa là nhà máy chị Hà được A2 nó cấp một dãy đi khác, nhà máy mình một dãy đi khác. Anh đi vượt đường vật lý thôi, còn cái đường logic là mình có. Chốt. Thì như vậy là cái lớp địa chỉ em đi quanh là lớp nhà máy mà anh đấu của này anh đi mua cho A2, A2 nó còn giữ lớp máy của mình đó. Tại vì bên nhà mình có thể là thuê lấy một con router thì đặt tên nhà hàng. Một con router nữa mình đặt trên bên nhà hàng là mình ký của nó hả? Nhưng mà mình đi ký được, không ở ý câu chuyện đó là khai thác về tính chất vật lý của nhà hàng không? Như là khai thác tiếp tục cái đường truyền của nhà hàng đi ăn không A2 ấy. Tại vì mình cắm vật lý vô đó là còn phải có ở đầu anh đầu này. Cho cái tròn, nghĩa là nó phải cho cái hai cái VDN, tức là ở trên ông này em nhìn xuống nè, ông nhìn là cái VDN này là của ông Dị Hà, VDN này là của ông Đức Long. Thì bây giờ nếu mà ở trên A2 này họ xét là cái điều kiện của Dị Hà cho phép VDN Đức Long cộng VDN Dị Hà, nó được đấu vô vật lý thì nó mới được. Còn cái chuyện mà đó, mới nãy mình nói là tại sao không phiên đường dự phòng nó thêm đường Viettel, ở đây các quan nó được, thì rất cái này thì còn đường Viettel, nhưng mà về cơ sở hạ tầng họ không cho phép, tại vì họ nói là ở đây một con switch của họ có bao nhiêu vòng đâu, cho nên là mỗi một nhà máy là cam dự phòng một đầu ra, rồi cho nên là anh cũng làm dự phòng anh là cái số lượng router ở trên họ nó sẽ tăng lên và quản lý họ quản lý tổ nên họ không cho phép. Như vậy thì không cho phép nhất là về mặt quản lý của A2 nó không cho hoạt động. Là cái thứ hai á là về cái dịch vụ đấy. Cho nó có một cơn là nó không có vì trong cái phòng là không có cái phần đó mà nó không
khi mà bị sự cố hay là cái gì đó thì nó hội là do nhà máy nào gây ra thì họ sẽ không làm họ làm chuyện đó. Thì cái cuối cùng bắt chước ở đây là bắt chước câu chuyện là VPN thôi nhé. VPN này nó chỉ có hiệu quả khi hai con này cùng còn đang hoạt động, tức là nó chỉ có khi đứt các quan thôi, chứ còn một trong hai con này rớt thì này vô nghĩa. Tại vì nó đâu có đọc được cái thông số gì từ các cái trạm inverter rồi những thông số nó đâu có đọc được. Nó đi lên tới con này nó đã đứng mất tiêu rồi. Hoặc là lên tới đây đứng thì cái đường này nó đâu có ý nghĩa gì đâu, nó đâu có đưa cái thông tin gì vậy. Hai con switch thôi. Đúng rồi, con hai switch nha. Hai con switch có chức năng như nhau á. Được, hai con chúng ta chạy song song nhau rồi. Giống như cái này thì không có một chiếc nữa. Về mặt vật lý á, ví dụ khi một thiết bị nào nó hư, em là một nhân viên của hàng, em không làm IT nha. Nó có một cái mảng bị chỉ hay gì mà báo định biết cái nó hư một cái định của thiết bị nào đó có thể không nhận hư là con gì nó hư rất là không tăng lên công ty nha. Anh đi đâu à, đi Hà Nội đi Hà Nội đâu không em không liên lạc với anh nữa. Cái trường hợp đó thì nó có hai cái cách giải quyết cái này, nghĩa là trong cái phần mềm của mình của IT á, nó cũng có một cái chức năng là quản lý hệ thống mạng, tức là nó cũng kết nối được vô tất cả các thiết bị mạng của mình cho phép mình cấu hình điều khiển và giám sát tình trạng hoạt động, và nó cũng giám sát luôn cả cái đường truyền kết nối về A2. Nếu mà bị sự cố cái chỗ nào là nó sẽ đánh đỏ cái đường đó là mình biết sự cố. Nhưng mà cái đó là nó chỉ đánh giá theo cái gọi là gì, cái công nghệ thông tin thôi, tức là nó pin về A2 không thấy thì nó báo là rớt, nó đang chiếu đỏ, còn lý do vì sao nó rớt thì nó không biết. Cái máy nó không mình đến lúc đó thì cái trách nhiệm của mình là mình bị rà, nó bị lỗi con não. Như vậy thì qua cái hình thầy thì sẽ có hai câu chuyện về quản lý. Câu chuyện thứ nhất là để tăng cái tính độ an toàn liên tục cho nhà máy mình thì mình sẽ đề xuất là switch và router sẽ quan tâm đến cái phần mềm trong là đồng ý không? Cái thứ hai á thì qua câu chuyện của Hùng á thì Linh cũng nên viết một quy trình để vận hành cho hệ thống này, nghĩa là cái thao tác làm sao anh em khi không có mặt Linh á thì biết cái con gì nó hư để mà báo cáo với cái đơn vị trong việc nữa. Rồi cái đó là cái mình cần phải bắt tay nhanh vào để mà biết quy trình như vậy. Thì đó này, thông qua cái trường hợp Linh giải thích như thế này thì anh em sẽ đọc cái quy trình của Linh đó rất là nhanh. Đúng rồi, nghĩa là về mặt cái hướng dẫn sử dụng hay là hướng dẫn kiểm thì trong đó nó sẽ là cái mô hình kết nối nè. Đúng rồi, cái hiện trạng hướng dẫn kiểm tra và khắc phục sự cố. Đúng rồi, ví dụ như thiết bị này nó đang hiện chẳng hạn như cái con nói con media còn cái tên đi, nó nằm giữa cái con này với con này nè, thì cái con media còn cái tên này nó sẽ có 6 cái đèn, để trong đó là cái trạng thái đèn nó như thế nào là nó bị đứt cắp quang, trạng thái đèn nó như thế nào là nó bị đứt cắp, trạng thái mà nó tắt hết nó không có đèn nào sáng thì nó do mù, thì cái đó là trong cái hướng dẫn vận hành chúng ta đi cụ thể cái đó. Ngoài ra nếu mà ngồi cái hướng dẫn vận hành đó ra thì về cái mặt IT á, nếu mà có làm được thì chúng ta sẽ làm. Ví dụ như nó có những cái ứng dụng, ví dụ như cái ứng dụng là speed test, nó là pin tester, tức là ví dụ như ở đây là nó có một chuỗi các thiết bị đấu nối từ cái máy tính này về tới A0 thì nó sẽ thông qua địa chỉ IP của máy này tới IP máy này tới IP máy này tới IP máy này, thì như vậy là cái con thiết bị nó có thể pin đồng thời lúc 10 thiết bị hay là 20 thiết bị. Thì như vậy là trong những cái dòng nó pin, nó chỉ cần mình nhìn thấy cái dòng nào nó được biết tham ao, tức là nó không thấy được cái con này, những con kia gì thấy thì như vậy là con đó mình sẽ ra ngay. Vậy là thay vì mình phải kiểm tra từng con một thì mình có thể test nhanh được lúc đồng loạt luôn, rồi lên cái con nào bị lỗi mình xử lý ngay. Rồi thì cuối cùng là Linh phải bắt tay nhanh vào biết cái quy trình vận hành trong con lúc này. Đúng, cái đó là sau khi lắp đặt xong mình nhìn kiểm tra. Tôi sẽ họ đã cung cấp cho cái quy trình này, sau đó từ cái quy trình con tôi sẽ làm mọi theo lại để điều chỉnh lại làm như thế. Đúng là tại tôi sẽ họ chỉ biết riêng thiết bị của họ thôi, nếu còn những cái kết nối liên quan những thiết bị khác thì họ do cái đó là đúng không ạ? Thì mình sẽ cấu trúc lại cho rồi thì bây giờ là xuất hiện một công việc này luôn. Cái công việc đó là lúc nào cũng phải có, là có giờ đang hoàn thành công việc để không làm dán nhãn, là tất cả đều phải lên một dán nhãn, tức là dù anh đi ra ngoài thì anh gọi điện thoại về ở nhà bất kỳ ai cũng phải làm được cái đó, nhìn cái ngày nào nó giống thế nào, cách khắc phục như thế nào, cái chuyện đó
tôi biết á, vừa rồi nói với anh biết đây rồi, điện bên đồ mỗi cái thì có, tại nhưng mà giá nhà về cái phần điện là mình chịu nhát điện, mình chịu nhốt điện đó, cho nên là ba anh em mà không biết hướng dẫn chi tiết là mình biết làm, cho nên là về công nghệ thì mình cũng làm chi tiết như vậy, xong rồi còn anh sẽ đỡ. Mày anh đi thêm hỏi là mua mấy cái nhà, cái mô luôn là được mua đây, được chứ được nè, cứ đi về đây, cả đi có dây không? Cái này không cái đường này hả? Là là ví dụ là theo cái mình tính theo cái việc xây dựng cái tấm nha, thì là từ cái trụ đây nó đi đây nó có đi cùng một dây à, ví dụ đi từ trụ A trụ B, ví dụ đi từ điện từ A về sẽ đi cái đâu, cái đó mình không biết được đâu, tại vì cái tính từ cái lúc này đi á là đường cắt của bên DMT thì họ cho thôi mình đường điện này mà, cho nên là có khi là mình chỉ biết được cái cầu cắt quen hay cắt đầu gì đó, nó có chút xíu nó chạy được cái trạm ở ngay phút này thôi, và từ cái trạm phút này mà nó đi vòng vòng từ thành phố ra đây qua bao nhiêu con thiết bị truyền dẫn rồi nó chạy cái công nghệ gì là mình không biết được, cho nên là mình cũng không theo dõi được, cho nên là chỉ có một cái nó bóc điện thoại kêu họ xử lý thôi. Anh em mình lại còn hỏi không? Không hỏi thì bây giờ mình rút lại cái thằng công trình nha. Về công trình này thì đơn vị của bạn em ba mục này, thứ nhất là liệt kê các thiết bị trong cái sự cố này, đồng ý không? Sẽ có nhận hầu họ các đúng không? Thì để thông qua mắt mình cũng không được. Cái thứ hai nhé là mình cũng khuyên đoán luôn là cái vấn đề hạn chế của cái công thức mạng này. Ví dụ bây giờ mình nói là router bị thiết bị và đồng thời lúc đó là mình sẽ đưa ra cái giải pháp. Đúng rồi, mình đánh giá hiện trạng hệ thống và giải pháp ra rồi giải pháp rồi cùng để hỗ trợ với nhau. Đúng không? Cái cuối cùng là mình bắt tay vào quyết định quy trình vận hành cho công ty ngoại hạng. Để mà khi anh em vào vận hành là có ngay, mình chưa chắc là sự cố là nó chờ tháng sau đâu. Đầu tiên cái này cái đêm nó đóng điện xong đi nhậu cái là đêm đó nó bị chuyển cái này rồi. Cho nên không thể nào mà chờ lúc vận hành là tôi quyết quy trình là không sao được. Mà là theo mình nghĩ là trước khi đóng điện xuống tích là phải có cái này, đêm đó cũng còn biết có cái mà cũng còn chỉ cần để mình nhìn, nhưng mà sau đó hoàn chỉnh thì từ từ mình sẽ hoàn chỉnh dần dần, nhưng mà cái cơ bản của một quy trình làm thì có. Còn bây giờ thì cũng có bạn ý đó là nghe mình còn cái ý gì cho cái cấu trúc quy trình hay không? Đạt không chỉ có rồi em có biết rồi, ví dụ có khi nào hai cái đường dẫn này lên thì thôi chưa rồi thôi chưa có tại sao không có là cái đường này thì cái đường này là thường xuyên nè, cái đường trên đây ở nhà thì là đứng lên cái đường cái đường này chơi lên chơi sắp chập chờn hơn đang vô cùng con khác hơn đầu tiên con này là quan tâm mật cái đường này cái này là bị thường xuyên hơn con này có lợi vậy nè. Ồ, nguy hiểm quá ông này lấy cái mà không tin cậy hơn ông làm đây là làm phương án nhiều phật quẩn cái gì phương án nhiều phật là phải thật tin cậy nhất là không làm cái gì nữa. Cái tin cậy nhất thì người ta là làm đường chính, đường truyền chính là đường chính nhé. Tin cậy nhất là đường truyền chính không là ông sử dụng đường rất là quen, các quen trên cái đường dây thông thường này đó. Tin cậy nhất thì là làm đường chính rồi. Rồi. Cái đường này có hiện nhất thì bị sự cố lắm. Tại vì cái đường gì mà UVNPT mà từ đây vô trong Sài Gòn á, bao giờ người ta không có đường backup dự phòng hết trơn á. Tại vì họ bán cái biết bao nhiêu khách hàng mà, cho nên họ luôn luôn có hai ba đường dự phòng nhau đó. Cho nên cái đoạn này nó ít khi đứt, mà nó rất là từ cái nhà máy mình ra nó mới chạm gần nhất cũng như độ đi đâu đó. Chứ còn hai cái đường này thiếu thế nào? Tại một khi mà họ chỉ cần bị một sự cố nhỏ thôi là họ phát hiện ngay. Tại vì cả ngàn khách hàng cùng dí vô là họ biết ngay, cho nên là bộ phận ấy là chỗ này nó không có đứt, nó chỉ đứt từ đây tới cái nhà một chút nào đó, từ cái chỗ nào đó là bộ phận. Bộ phận vậy thì hai con đường này nó kéo bằng vật lý thì nó kéo bằng hai đường dây khác nhau hay nó kéo một đường dây? Hai đường này hai đường khác nhau. Cái đường này là đường cắt quang. Còn cái này á là học dụng cắt quang. Ông cũng có thể là học dụng bằng cắt quang. Nhưng mà ông có thể khác. Nó khác, ông kéo bằng dây khác. Vậy thì ở trong trạm mình nó sẽ dẫn hai đường đi tới. Hai đường quang đó. Họ đi một đường trước. Tức là thật ra là cái đường này mình chỉ sử dụng có hai sợi quang. Đường này sử dụng hai sợi và một sợi cắt quang của họ là nó tới 24 sợi. Nó sẽ là 6, 12, 24, 48. Về tính chất mà dự phòng á là tách biệt nó xác suất rủi ro nó ít hơn chứ. Tách ra rồi thì nó sẽ ít hơn. Còn nếu mà đúng không? Mình đi chung một sợi cắt quang tất cả đất hết. Đúng rồi. Vậy thì tôi thuê ông hai cái công trình này ông phải đi hai sợi cho tôi nhé. Chứ ông đâu có buồn cái lỗi kia ông đi đâu. Cái này mà nó sẽ đi như thế nào.
đầy rồi. Người đi trong xét hơn 2 nhưng là đi mình đâu chăm sóc đâu. À, đó là vậy thì nhiều mấy cái đi vòng đi đi. Em học là rất là đó đâu hết. Nó đâu có gì các quan hay hai đó. Hai nữa bằng cáp nó làm tiền chủ được từ trung gian nó lại biết đường đó đó chứ chứ không không bây giờ cái công công chuyện lại nè ông này á là ông đi đường bên internet cũng như nhà mình xài đúng không bây giờ cái ông này nè ông đi bằng đường nào đi đường trên chóc quay hay là ông đi đường về bằng internet còn đi bằng đường chóc quay nhưng mà nó đi như thế nào mình không biết nha còn đi bằng chóc quay hả này cũng chóc quay đúng không nhưng mà ví dụ như ông đi bằng cái sự giác quan bằng cái trực tiếp về trạm này thì ông không nói còn bây giờ ông ở ở cách nhà máy mình còn cây số ông có cây hộp tối đây ông hàng vô đây sau đó ông kéo một đường giác quan về đây làm chi ra làm sao bây giờ mình đâu giám sát được con cái mình nè ông sẽ đi bằng đường giác quan nhưng mà rõ ràng cái tuyến giác quan của mình là nó chạy trên trụ điện 2252 vậy thì nếu như khả năng nó xuống được thì là nó xuống đây vị hàng đấy con coi vậy thì từ đó nó đi đâu thì mình cũng không quan tâm đến đồng ý không à, như vậy thì rõ ràng cũng độc lập nó độc lập thì nó cũng nhất là nó đi chứng ra nó không có người dùng chung một chứng khác đó đúng rồi là cho nên ý mình nói là ngay cái trụ cổng của mình này thằng này nó xiết nó quay nó đi vô chặn đó đó nó sợ là sợ đó 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 chỗ đó đó mình đâu dám ok hả mình đâu dám xác được đó nó lắm rồi cái nào đi mình không giám sát nhận đó mình giám sát cho em mình giám sát đó mình chặn và cái sợi dây này không ai dám cắt hết á sợ sự cố thôi sợ tạo mưa gió ờ sợ tạo mưa gió thì mình sử dụng internet đó ok mình nghĩ là cũng được an toàn đâu không có nổi gì đâu chứ là còn đi mình hỏi đúng không mình hỏi đúng không online mà hỏi đi rồi vậy xong giờ cái nhà thì nên sáng mà đi từ cái một mình vô đầu tư đi cấp quen của cấp hơn là đi cấp nhà từ cái khu đông này đi vào đầu tư 100% là cấp phòng bởi vì trên cái con đầu tư này nó không có một quan nó chỉ có một phòng thôi tại vì cái con đầu tư mà có một quan thì mình chưa thấy có một phòng nhưng mà có một quan là có tức là nó chịu giống là một cái khen là mình đúng cái mua đường quan cắt cái bộ quan đây là hai cộng dây của nó đây nhưng mà sẽ chỉ có còn đầu tư mà có cái bộ quan là không thấy mình không được có nhưng mà giá nó cao lắm thì làm được tại vì ở đây cái bọc nó là 1000 B tức là nó tương đương với lại 1 gigabit cho nên là cái tốc độ này nó đã cao hơn rồi cho nên là không cần phải dùng cái tại cái đường điện nhà mình thân tám một lên mấy nhà mình thân quen luôn. Nghe xung quanh quen. Ok. Có một cái con đồng. Hết nhà thì em ra bán ngoài tôi đây hết chưa? Còn bằng Ankara. Nhưng mà bằng Ankara thì mình chưa hoàn thành bao giờ cho nên chưa có biết. Nhưng mà mình cũng giới thiệu lại cho anh em cái mô hình. Rồi. Nhân 5 giờ rồi. Hay tiền sau anh. Tiền sau chắc thì mình hiểu anh. Đây là cái đây đây là cái con router thì đây là cái bộ hầm của nó này cho nên thường là nó không có một quan thì cái bộ hầm đó thì cái luồng thơ một á cái thiết bị này gọi là cái cạc thơ một thì ở đây là cái slot này cái slot này là cái chóc khi mà mình yêu cầu luồng thơ một thì mình sẽ cạc gỡ miếng này ra và cắm cái cạc này vào cái con máy thông cái con này đây là mặt trước của nó này đây là mặt trong nhưng mà nó không có cạc này cả mà cái luồng cắt luôn. Ừ. Thì đó là nhà phòng sẽ cung cấp. Chủ trời ơi, cái đó là đầu cái này, cái sợi cắt qua mạng nó là đầu cái đó là đầu cái này. Không có cái này cũng đầu đó là đầu. Nó không có đầu, nó mà một quan hạng nó sẽ giống vậy nè. Nhưng mà nó là một cái khiên cắm thôi. Rồi sau đó mình cầm được cái mũi quan mình rút vào này. À, nhà phòng là đầu. Đầu mình giống như sợi dây mạng. Đầu là đầu.